Chào các bạn, mình là Juju and Suzy và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Happy Game. Thì như tập trước các bạn cũng biết rồi, đây là một tựa game mang ý nghĩa là hạnh phúc. Nhưng mà thật sự là cái nội dung của nó không hề hạnh phúc một xíu nào. Nó phải nói là nó rất là villain. Thì ngày hôm nay các bạn hãy cùng mình chơi tiếp ha. Ok, let's go. Rồi, thì như tập trước là chúng ta đã bị rớt xuống coi như là 18 tầng địa ngục. Lại là một cái không gian hình tròn khác nữa. Ở đây nó có mấy cái con này, mấy cái xác chết của mấy cái con này. Chắc là mấy cái con này là nạn nhân của con thỏ hết á các bạn. Con thỏ khổng lồ ấy. Oh no. Ba con mặt cười gớm vậy. Không được lại gần ba quỷ này. Sao đây? Oh. Bấm vô cái mặt cười to bự các bạn. Ở trong cái mặt cười bự nó có một cái chất lỏng gì nè. Ui, sao cái màu nó càng ngày càng nhạt đi vậy? Ô đây rồi. Úp lên. Yep. Úp. Các bạn nhìn này giống gì không? Giống nhạc remix. Giống cái biểu tượng mà mỗi lần các bạn lên YouTube các bạn coi nghe nhạc remix á. Nó có một cái nhìn hình tròn cà giật cà giật. Rồi sao nữa? Nó ra. Trời ơi. Kéo cái này ra. Cái này là nạn nhân của mấy con thỏ nè. Ui. Lột nó ra à. Lột từng đứa ra. Đây nó có cái gì đây? Một trái tim và hai cái lá phổi. Ồ má. Càng ngày nó càng ung hư các bạn à. Trái tim đập nhanh lên. Rồi nó nổ banh cái mặt cười. Oh no. Làm một cái bùm lên trên văng cái văng vô mặt cái con ở trên kia. Rồi chết một đứa đúng không? Tiếp theo mình sẽ xem trong cái trái này có gì. Ờ? Quay quệt. Trong đây tối hết. Nó có mấy con quỷ này là cái gì đây? Có một mấy con quỷ này nó có một cái bịch bánh là cái gì nha. Lấy bịch bánh đúng rồi. Lấy bịch bánh ơi. Yeah. Lấy được bịch bánh rồi. Để xem trong cái không phải bịch bánh mà là cái hộp diêm các bạn à, hộp diêm. Đốt. Oh no. Có con gì đấy? Đây. Đâm đàn em của mày đi. Rồi. Đốt lửa chạy các bạn à. Đốt lửa chạy. Mình xiên thịt các bạn ơi, xiên thịt. Ba sâu bò lụi rồi. Một sâu bò lụi. Một sâu bò lụi có bốn cục. Oh shit. Oh. Cháy đen thui thành bột xương luôn mọi người ạ. Ok. Nắm cái đầu nó ra. Lấy cái trái tim của nó. Trời ơi. Sẽ cho trái tim này nó đập. Đập mạnh lên. Giật cực mạnh nào. Rồi nổ một phát bùng lên. Đó, chết mày chưa. Đi qua bên này mình tiếp tục. Mình soi vô trong cái mặt cười này. Trong đây nó có một con thỏ nhỏ. Bỏ con thỏ này vô. Lắc. Ô, cái gì đây. Xoay à. Mình mở cái kính này ra được các bạn. Tức là kéo hai cái kính này ra. Rồi. Xoay xuống. Rồi mình xoay là mình sẽ bắt cái con mặt cười đúng không? Yep, bắt nó ra được nè các bạn. Đây, mày. Rồi. Tiếp theo, con thỏ này sẽ hế chỗ mày con trai. Bây giờ tao sẽ cho con thỏ cưa mày nha. Rồi, đó. Cưa nó. Rồi sau đó. Đây rồi. Chết mày rồi. Kéo ra. Đây rồi, trái tim đây. Chuẩn bị nổ. Rồi. Giả con thỏ cho tao. Con thỏ của tao đâu? Đây rồi. Yeah. Cuối cùng cũng chạm vô con thỏ được rồi mọi người. Yeah.
Mommy Mau. I'm Mommy 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 Mau. Mommy Mommy Mau. Ủa? Ủa sao thế? Ồ lại nữa à? Con chó nó lại lấy đồ chơi của mình nữa à? Ok. Ôi, nó đang hao túng tâm lý của mình các bạn. Nó đang làm cái gì ấy? Ở đây. Tẩy não mình, nó đang tẩy não mình. Ok, tỉnh dậy đi. Mày lại bước vào một cái cơn ác mộng khác nữa rồi con trai. Ôi, có một con chó. Lần này là sẽ đi tìm con chó à? Lần này là sẽ đi theo con chó hả? Lần đầu là chiếc banh. Lần thứ hai là con thỏ. Bây giờ là con chó. Đó kia. Oh. Fuck. Oh. Nó bị gì vậy? Ui thôi xong. Mình phải bắt nó lấy cái đám mây kia mới được. Cái đám mây có mưa ấy. Đây nè, đây nè, đây nè. Đây, kéo tia sét lại. Giật đâu nhỉ? What? What? Con gì đây? Ây da. Giật nó đi con. What? Oh no. Tiếp tục giật nó. Trời má, cái gì đó? Oh fuck. Gì đây? Lấy cái răng của nó ra. Trời ơi. Ok. Cứu được con chó của mình rồi. Yeah. Ok. Rồi. Đi chụp cái cây đi. Đi chụp cái cây xong rồi không quay trở lại luôn. Hãy cho tôi biết ngay mà quăng cái cây đi, đi nhặt cái cây là không quay trở lại luôn. Rồi nữa đó các bạn thấy chưa? Quỷ này là nguyên nhân gây ra những cái cơn ác mộng cho thằng bé nè. Ô, đây rồi. Cutie. Oh. Một chiếc bí à. Kéo qua kéo lại không được. À. Mình có thể nải cái này xuống. À. Yep. Bẻ xuống. Đó, khử. À, khử chiếc bí ngô lên. Khử lên. Đâu. Rồi nó ra cái đống mùi nhùi gì đây. Và tiếp tục. Cái cây này là kéo qua đây. À. Mình kéo cho cái cục gùi nhùi này nó đi được các bạn à. Hay ghê phải. Rồi. Yeah, đi được rồi. Y chang là cưỡi lạc đà vậy đó các bạn à. Như tôi đang cưỡi lạc đà vậy đó. Quay có một cái cây nhỏ đi heo kìa. Mình đang chạy đua à. Cuộc đua không hồi kết. Hồi xong. Rồi em xin dính biệt luôn. Rồi xong banh chiếc xe luôn rồi các bạn à. Banh xác rồi. Mắc cười nhìn cái con chó kìa các bạn. Hai cái dấu tay đi. Mắc cười nhờ. Oh, đi qua đây giống như là. Oh, đi qua một cái nguyên một cái bãi xương rồng các bạn. Thôi xong. Oh, con chó mất tiêu rồi. Cutie. Mất dấu Cutie rồi các bạn à. Cutie đi đâu mình hết thấy Cutie rồi. Cutie. Ô đu. Nấp thôi. Xíu nữa là chết. Mình phải làm sao để trốn được mấy con đó đâu. À, leo lên đây. Leo lên đây mình sẽ quan sát được nó. Bắt nó. Giúp. Chơi cái trò gì mà ác vậy. Kéo nó ra. Đúng rồi, xé xác nó. Yeah. Có vụ này luôn các bạn. Rồi xong, bây giờ mình đã cải trang thành nó một cách thần kỳ luôn các bạn.
nắm cái đầu nó xé ra, xong rồi lấy cái đầu nó đội lên cái đầu mình, là mình thành nó luôn rồi. Ảo thiệt. Giờ mình cứ đi hiên ngang thôi. Game hay ghê vậy. Game này chống chỉ định những bạn. Đi đâu ấy? À, con đó nó chạy đi đâu ấy? Gì đây, cắm trại đúng không? Mở tiệc đúng không? Vô. Cùng vui nào, Thôi xong, lại cái con quỷ đó lại xuất hiện nữa. Áo! Mình mà! Wait, what? Hiệu ứng của cái game này quá. Ôi trời ơi, mình không biết là mình đang ở trong thế giới ảo hay là thế giới thiệt nữa. Cái con đó nó đang hao túng tâm trí của mình trong lúc mình ngủ. Nó làm cho mình không thể nào tỉnh dậy được. Mình bị cứ bị giống như là mình chơi đồ vậy đó các bạn. Chơi bóng giết rồi nằm mơ cũng thấy bóng cười luôn. Bị cái bóng cười nó ám. À, bây giờ chắc là mình phải ráp đá lên đúng không? Chắc cái cục đá lên nè. Đừng gớt nha. Tao lại mày, đừng gớt. Oh shit. Cái trò ship đá này hồi xưa mình cũng có chơi, mà mình ship được cùng lắm là 3 cục rồi các bạn. Oh no, làm sao để giữ thăng bằng đây? Thôi cục này gớt á. Lấy cục nào cho nó khó gớt xem. Lấy cục này. Trời ơi, no. Má cái này tôi chơi ship đá giả lập hay sao ấy. Đó. Ui, được rồi. Ok, được rồi. Oh shit. Oh my god. Chơi đá ít thôi bạn ơi. Thôi xong rồi, chạy đi con sai, chạy theo con chó. Chạy đi, đứng đó nhìn cái gì nữa. Con chó nó kêu mày chạy kìa. Chạy thôi. Rồi xong. Chạy theo con chó nhanh lên. Ở đó còn nhìn cái gì nữa chứ. Quá trời cây luôn. Ở đây là nguyên một cái khu rừng à. Đây rồi, Cucci. Oh no, Cucci. Rồi xong, Cucci nó bị gớt sang một cái thế giới lộn ngược rồi các bạn ơi. Nó bị qua thế giới của mấy con ở trong Stranger Things này. Nào, có những cánh tay gì ở dưới đây? Ở đây là một cái sông à. Nắm cái tay này lên. Yeah. Bây giờ mình... Oh no. Cái con gì vậy? Ma da à. Hung. Hung tao à. Mình phải làm sao đây? Ý. Không, tháo mặt nạ ra. Kéo ra. Kéo từng cái này ra à. Kéo từng cái xúc tua của nó ra. Mỗi cái xúc tua là một đứa như mình nè. Kéo ra. Ok, còn một cái râu nữa, còn một cái râu cuối cùng. Kéo cái râu ra. Ôi, cái râu này lì quá vậy, kéo hoài không ra. Cái râu này kéo ra coi. Kéo cái râu cuối cùng. Ok. Rồi đưa vô. Quăng cái cây vô. Ok. Trời ơi nguyên một con mắt cây bự cho bá. Rồi xong. Ôi, mình bị nó quăng xuống cái đầm lầy toàn là xác người à.
Bây giờ mình phải nhảy qua từng cái xác hay sao ta? Dập. Nhúng nhánh. Mày qua. Ôi ôi, mấy con ma da nó kéo từng cái xác xuống. May là mình phóng thiệt lẹ. Ok, đi tiếp. Cô thi đâu? Cô thi của ta. Những cái đốm lửa nè. Đây là rừng của đá. Rừng của đứa trẻ đá. Rồi xong, có biến. Rồi lại là nó. Lại là con quỷ mặt cười này. À, cái con bóng cười này. Nó lì thực sự à. Wow. Rồi xong. Ôi xong, nó mắc cái đầu rồi. Ôi mọi người, tôi mắc cái đầu rồi. Cái đầu tao đâu? Trời ơi, mắc cái đầu rồi, làm sao mà thấy đường mà đi? Không đi được các bạn à. Mấy con ma xương nè. Cái đầu của mình, trả cái đầu của tao. Con này nó đang ngậm cái đầu của mình các bạn. Mình sẽ cho cái con nhân vật của mình cầm cái xương này. Nào. Cầm cái xương. Bây giờ mình sẽ quăng cái xương này cho cái con bự này ăn. Há miệng ra. Rồi, quăng cho nó ăn. Đó. Cái bụng nó càng ngày càng bự các bạn. Mình sẽ cho nó ăn cho tới khi mà nó bị phình bụng thì thôi. Khi mà nó bị phình bụng thì nó sẽ nôn cái đầu của mình ra. Rồi, há miệng ra con. Cục xương cuối cùng. Rồi, bể bụng đi, bể bụng. Đây rồi, cái đầu của mình lại quay trở về. Má nó ảo gì đâu luôn á. Tiếp tục chìm liễm xuống nữa. Quay qua, cái đầu của mình lại lìa khỏi xác nữa rồi. Trời má, cái đầu của tôi như một trò đùa các bạn à. Đây. Yep. Lấy miếng mắt này ra để làm gì nhờ? Bên đây hết mắt rồi các bạn. Ok, cho năng mắt. Dập. Yeah, mắc cái tai rồi. À đây. Cái body của mình. Rồi quay trở về. Dập. Rồi, tiếp tục. Ải tiếp theo. Mình không biết là mình đang chơi cái gì luôn á các bạn. Nhanh lên. Yep, xét mạnh lên. Yeah. Rồi, quay trở về thực tại được chưa? Tao lại mày. Đừng bắt tao chơi những cái trò biến thái này nữa. Cái gì đây? Ui, cái ánh sáng này là cái gì đây? Mặt trăng à? Mình đây rồi. Trời má, mình đang ở trong bụng của cái con quái vật này à. Ngồi dậy. Mình bị bắt rồi. Thả tôi ra. Bẻ song sắt ra. Cứu tôi. Đúng rồi. Phóng ra liền, nhanh lên. Oh my god. Bây giờ cái cục đá này nó biến thành cái màu gì quái dị luôn rồi nè. Tiếp tục leo lên trên nó thôi chứ biết làm gì nữa giờ. Trời ơi, cái game biến thái quá. Tôi muốn kết thúc con game này càng sớm càng tốt à. Không muốn chơi nữa. Quá hối hận khi mà chơi con game này. Ý, không lấy tay tôi. Ok, trời, con bạch tuộc à. Ui, chạy, run.
run. Gucci, Gucci đâu? Ôi xong rồi, trời ơi, nó kéo cả mày, cả lũ nó gừ tôi à. Anh Gucci, anh Gucci đây rồi, Gucci, Gucci đây rồi. Về thôi Gucci à. Mình phải đi cùng nhau. Rồi, lại là quỷ này xuất hiện nữa. Rồi xong rồi. Một màu đo đỏ. Màu đỏ chứng tỏ. Ồ xong. Ui, tôi ghét cái màu này. Má nó chói mắt vậy. Ầu. Hả? Lọt vô trong cái địa ngục rồi. Thôi chết rồi. Và này là chỉ có đi bụi thôi. Rồi sao? Mình xoay cái này. Rồi. Kéo xuống. Kéo ra. Yep. Rồi. Gớt xuống cái lỗ xong bây giờ gớt ngược ra cái lỗ lại. Má cái không gian này nó quá trời ảo ma rồi. Không có kiểm soát được nữa, coi như là một vòng lặp. Thức dậy đi bạn nhỏ ơi. Say hơi lâu rồi đấy. Bị mơ hơi lâu rồi đấy. No. Mình thấy con game này nếu như mà nó làm từ đầu tới cuối trắng đen không á thì nó sẽ hay hơn các bạn. Nó làm màu sắc nhiều quá mình nhức đầu quá. Ôi thôi chết tôi, chết tôi, chết tôi. Chết tôi, mấy con này muốn giết tao à. Tránh ra. Xê ra. Nó chết tôi rồi, nó giật tôi cực mạnh luôn à. Nhưng mà bố mày vẫn không chết. Tại vì dù sao đây cũng là giấc mơ của mình. Mình sẽ không bao giờ chết các bạn. Thằng này nó sẽ không bao giờ chết. Nó chỉ bị hành hạ thôi. Mấy cái thực thể này là những cái thực thể không có thật. Do cái con quỷ bóng cười nó tạo ra trong giấc mơ của thằng này. Thằng này nó sẽ bị hành dày vò về thể xác và về tâm trí. Chứ thằng này nó sẽ không bao giờ chết. Oh no. Oh. Trời ơi, tôi đang coi cái quái gì đây nhờ. Xoay đều, xoay đều, xoay đều, xoay đều, xoay đều, xoay đều. Wow, wow. Chóng mặt vãi. Chóng mặt vãi. Chóng mặt quá. Rồi. Chùm cuối rồi các bạn ơi. Gặp chùm cuối rồi. Con quỷ này là con quỷ điều khiển tất cả những cái sự việc xảy ra từ đầu tới giờ. Mình không thể nào thoát khỏi. Mình vẫn là đang ngủ thôi. Mình không thể nào thoát khỏi được chính cái giấc mơ của mình. Wake up. Làm ơn, please. Wake up, tỉnh dậy đi con. Tỉnh dậy đi. Đừng chơi nữa con ơi. Đừng chơi đồ nữa con ơi. Tỉnh rồi đúng không? Hãy nói với tôi là tỉnh thiệt đi. Oh no. Vẫn chưa tỉnh. Happy game. Ok, happy game và happy end. Ok, man. Một con game phải nói là ám ảnh thật sự luôn mọi người ạ. Ok các bạn, và đó là happy game. Và đây phải nói là thật sự là một con game rất là ám ảnh. Và đây là một trong những con game khiến mình chói mắt nhất từ khi mình mới biết chơi game tới bây giờ. Thật sự là nó có những cái cảnh mà chuyển cảnh nó làm những cái ánh sáng hắt
dương mặt mình rất là mạnh và có những cái pha xoay vòng tròn nó làm rất là nhanh. Cái chuyển động của nó rất là kỳ cục và nó làm cho mình chịu không nổi. Có đôi lúc là mình phải nhắm mắt lại, mình không thể nào nhìn thẳng được luôn ấy. Nói chung là mình phải chịu đựng rất là nhiều để mà có thể phá đảo được con game này. Nếu các bạn thương mình thì nếu thấy video hay thì đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình sẽ quay trở lại vào những cái video tiếp theo. Và bây giờ thì bye bye.